Ok, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn gói nem truyền thống Tết cổ truyền. Ok, ai cũng còn hơi nóng nóng đây nhưng mà chăm chỉ bù thông minh. Dễ đâu mà quan trọng là mình chịu khó, dễ đâu mà. Đấy, cho mình quay đi. Đấy, thấy không? Dễ chứ đúng không? Tức là mình làm chậm chậm để cho các bạn xem. Thì đó em tin mình đó. Thấy không? Cứ quay đi, quay đi. Bắt gói thôi, đẹp luôn. À, đây, đẹp cực luôn. Chị ơi, bé xuống với đây mà trời. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đấy, chỉ hơi dài tí thôi nhưng mà nó đẹp. Rồi, chuẩn bị.